Cờ bay trong nắng chan hòa. Phần tươi đẹp mừng thọ ông bà, gieo hạt mùa xuân thịnh mời, chầu tổ lưu ân lại lầm chắc giáng xuống trần hôm nay. Ngành xanh ngọn nước có nguồn, bề cả sông sâu người ta sinh trưởng bởi đâu. Trường bởi đâu gốc là tiên tổ ơn sâu rõ ràng, sinh ra con cháu các hàng quê hòe thịnh vượng thọ trường vương anh ngày hôm nay, nhân tiết ngày lành cháu con thiết lễ tâm thành mà dâng. Trần hoàn trăm họ sáng lao như câu bách điệu quy sao, trăm khe ngàn suối dồn vào một sông. Trồng công đức tụ tinh thần, vàng nghề vặc ngàn thu nhiên câu âm thủy nguyên xưa, ngọn mà không gốc cơ đồ mà vững. Hãy subscribe.
đời đời hương khói dòng họ ta. Dòng dõi chấm oanh ngày nay nức tiếng thơm danh. Hơn ai buồn sới cho cành nở hoa. Đức sáng rọi sơn Hà Cầm tu đức sáng vùng vũ trụ bao la nhớ nguồn sáng dọi lòng ta ơn dòng sữa mẹ công cha ai từng. Đường dẫn lối từ xưa nhớ ơn bánh tổ cao dày nhờ ơn có tổ như cây mà có nguồn. Tựa ra đường một chốn tường phen hỏi rằng người ở cung tiên hay về toại phủ chơi miền già. Thank you.
Thank you.
Bye.
tự cung nâng chân linh
Thank you.
Thank you.
Yeah.
2017. Kính thưa các vị đại biểu, để thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, Phùng Tổng Nam Hoàng Nhi đã quy tụ bốn cành thành một để nhớ ngày dỗ của Thủy Tổ. Từ năm 2016, chúng ta đã quy tụ và dỗ chính thức của năm 2017 là buổi dỗ đầu tiên của những giai đoạn ngày phát động quỹ cho cũng bằng giờ năm ngoái là được 8 triệu đồng trong một năm chi phí kinh tế. Hiện nay quỹ của chúng ta còn được 1.800.000 đồng của buổi lễ năm ngoái. Trong năm cũng như báo cáo của
ông Phùng Hữu Chính trưởng ban cũng như báo cáo của ông Phùng Hữu Toản về hoạt động trong năm, thì chúng ta vinh dự được đón nhận chân dung danh nhân văn hóa nước quốc Trạng Nguyên Phùng Bắc Quan. Thì trong buổi lễ đó, phát tâm của tấm lòng con cháu trong toàn tộc đã dư được hơn 20 triệu tiền quỹ, và ông Phùng Hữu Thiện trong thành phố Hồ Chí Minh đã gửi về 10 triệu, trong đó là 7 triệu để làm vào cái khám để thờ và chân dung Phùng Bắc Quan, và 3 triệu tiền sắm lễ. Như vậy tổng tiền quỹ của chúng ta hiện còn lại là 31 triệu 210 ngàn đồng, 231 triệu 210 ngàn đồng là của năm 2017 chuyển sang. Và hôm nay là ngày thủy tổ, ngày dỗ thủy tổ, thì ban thánh tiết sẽ xin chân thành cảm ơn các đại biểu đã phát tâm tấm lòng của phát quỹ tín cúng của năm 2018. Một đó Phùng Hữu Thiên, cành 2 thị trấn Cô Đồng, tín cúng một cuốn thư trị giá 8 triệu đồng. Hiện nay cuốn thư đã được đưa lên thờ tại nhà thờ họ Cả, tức là trong nhà thờ trong từ đường đây. Ông Phùng Hữu Xuân, cành 2 Hoành Sơn, tiến cúng một bộ nữ hương giá trị 2 triệu 200 ngàn đồng và 1 triệu đồng tiền mặt. Ông Phùng Hữu Thuận, cành 1 xã Giao Hà, tiến cúng bằng hiện vật là 5 cột cờ trị giá 2 triệu 500 ngàn đồng. Ông Phùng Hữu Triển, cành 1 xã Giao Hà, 100 ngàn đồng. Ông Phùng Hữu Hiền, cành 2 xã Giao Hà, 200 ngàn đồng. Ông Phùng Hữu Huân, cành 2, xóm 12 Giao Hà, 500 ngàn đồng. Ông Phùng Hữu Ngọ, cành 2, Hoành Sơn, 100 ngàn đồng. Ông Phùng Hữu Tiêm, cành 1, xã Giao Hà, tiến cúng 500 ngàn đồng bằng một dàn đèn thờ trong nhà thờ. Ông Phùng Hữu Tiến, con ông Cân, cành 1, hiện đang công tác tại Nam Định, tiến cúng toàn bộ phần chi phí của quay phim chụp ảnh của buổi lễ ngày hôm nay và ngày mai, hết bao nhiêu tiền về cái quay camera chụp ảnh này là ông Phùng Hữu Tiên là sẽ chịu chi phí toàn bộ. Đấy, cũng như là cái đợt nước cụ tổ Phùng Bắc Quan là cái phần camera cũng hết 7-8 triệu đấy. Thế là cái phần này thì không biết bao nhiêu tiền, nhưng mà ông Phùng Hữu Tân ở thành 1 là sẽ lo cái phần chi phí này. Ông Phùng Hữu Hoành ở cành 2 xã Giao Hà, 300 ngàn đồng. Ông Phùng Hữu Đình ở cành 2 xóm 10 xã Giao Hà, 300 ngàn đồng. Ông Phùng Hữu Hồi ở cành 1 xã Giao Hà, 300 ngàn đồng. Ông Phùng Hữu Ninh ở cành 4 xóm 5 xã Giao Hà, 200 ngàn đồng. Như vậy cho đến giờ phút này chúng tôi đã nhận được tấm lòng phát tâm của anh em con cháu trong họ, và thay mặt cơ quan tài chính chúng tôi vẫn tiếp tục kêu gọi tấm lòng hảo tâm của các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh chị em trong toàn họ tiếp tục vận động người thân, vận động anh em con cháu của mình hướng tâm về cội nguồn để phát tâm đồng tiền hiện vật, để ngày càng có một cái số quỹ lớn để chúng ta hoạt động mọi công việc ở trong dòng tộc. Đấy, cũng như hôm nay ngày dỗ thủy tổ, với sự có mặt của các cụ, các ông, các đại biểu, anh chị em, và một cái buổi lễ rất là long trọng như thế này, chúng ta cũng cảm thấy là rất tự hào vô cùng. Và dần dần chúng ta sẽ làm sao thể hiện một truyền thống, một tang lễ của dòng họ chúng ta luôn luôn ngọn cờ đi đầu để làm gương cho tất cả mọi công việc trong làng, trong xã. Đấy, bên cạnh đó, ban thánh tiết tiếp tục kêu gọi các đại biểu, anh chị em xa gần hướng tâm về phong trào khuyến học, khuyến tài của con cháu trong dòng tộc để phát tâm đồng tiền. Trong những cái thành tích lớn, thành tích cao của các cháu sẽ có được những tấm quà, những cái khen và những hiện vật để tặng thưởng cho các cháu, để động viên
trực tiếp cho con cháu thế hệ mai sau. Thay mặt Ban Tài chính, Ban Thánh Thiết xin chân thành cảm ơn các đại biểu đã có tấm lòng phát tâm, và chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được tấm lòng hảo tâm của các đại biểu. Rồi cuối cùng xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, anh chị em trong toàn họ có một sức khỏe dồi dào để bước sang năm mới 2018 đạt được nhiều thành tích, và chúc các đại biểu thụ lộc buổi tối hôm nay được viên mãn. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn ông Phùng Như Xuân, phó ban thanh tiết của họ đã báo cáo về quỹ của năm 2017 và tiếp tục phát động xây dựng quỹ của họ, quỹ của hội khuyến học. Ban tổ chức rất là cảm ơn các vị đại biểu đã có lòng cung đức tấm lòng vàng vào xây dựng quỹ. Kính thưa các vị đại biểu, như vậy chương trình nội dung lễ thế tổ Hồng Nam Hoàng Nhi được diễn ra vào buổi chiều hôm nay đã thành công rất tốt đẹp. Từ khâu khai mạc đến thế tổ, nam quan, nữ quan, thay mặt ban tổ chức xin được cảm ơn các vị đại biểu, các cụ kỳ lão, các thành viên trong họ, cảm ơn hai đội tế nam quan và nữ quan và các bộ phận hậu cần, ban nhạc công đã góp phần thành công buổi lễ chúc tết thế tổ chiều nay. Về chương trình, sáng mai chính thức ngày 15, chúng tôi xin được thông báo là từ 8:30 đến 9:30 là tiếp tục đội tế nam quan thế tổ và tuần lục cúng của nữ quan. Từ 9:30 đến 11:00 tiến hành các nội dung: một, ban kết thiết báo cáo kết quả hoạt động của ban trong năm 2017 và những công việc của họ năm tới, và báo cáo về tài chính tổng thể của họ. Thứ hai là ban khuyến học báo cáo kết quả trong năm và nhiệm vụ công việc của năm tới, và đặc biệt nhất là chương trình về tổ chức cho các cháu để đón nhận cái phần thưởng ở tại Quốc Tử Giám và đối với các cháu đã đỗ vào đại học trong niên học vừa qua. Phần thứ ba là bế mạc buổi lễ và mời các đại biểu chúng ta và các thành viên trong họ dự bữa cơm thân mật với họ vào buổi trưa mai. Kính thưa các vị đại biểu, sau đây xin kính mời các vị đại biểu và hai đội thế nam quan nữ quan, ban nhạc công và các cụ công các bà anh chị em trong họ cùng dự thụ động với họ chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.